Kitty Chicha tung hình về Girl From Nowhere 3, giải mã Yuri, phiên bản ác hơn của Nano. Dù đã lên sóng tập cuối, nhưng series Girl From Nowhere 2, cô gái đến từ Whoville phần 2 vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đặc biệt, sự xuất hiện của một nhân vật hoàn toàn mới Yuri đã mở ra bước ngoặt lớn cho bộ phim. Yuri được dự đoán sẽ là nhân vật chủ chốt nếu nhà sản xuất muốn làm tiếp những phần sau. Nguồn gốc của Yuri. Yuri thực chất là một chủ thể bị Nano tìm đến vạch trần bản chất trong tập 4 mùa 2. Ban đầu, người xem cảm thấy thương hại cho Yuri khi sinh ra ở một gia đình nghèo khó, buộc phải làm đầy tớ cho hai người bạn giàu có cùng lớp, sai vặt, gian lận điểm số, lấp liếm hay thậm chí là bất cứ điều gì. Chỉ cần được những người mà mình coi là bạn trả một khoản tiền hậu hĩnh, Yuri cũng sẵn sàng làm. Sau cùng, Yuri hóa ra lại là hiện thân của tà niệm, làm mọi thứ vì lòng tham, khi phục tùng cả những kẻ có tiền đã dàn dựng cảnh hãm hiếp cô trước đó. Bạo lực tham lam sau cùng lại là thứ đã nuốt chửng Yuri và giết chết cô trong tức tưởi. Yuri lấy sức mạnh từ đâu? Nhiều người cho rằng Yuri hồi sinh là do Nano cứu. Có lẽ Nano không muốn một người bị hoàn cảnh xô đẩy như Yuri bị chết nên đã để Yuri uống máu của mình, từ đó hồi sinh và trở lại ở tập 5. Về cơ bản, dòng máu của Nano cũng chảy trong huyết quản của Yuri, điều khiến cả hai có sợi dây liên kết mẹ con, chia sẻ chung sức mạnh thần bí phản ánh qua điệu nhảy kỳ quặc khi chạm mặt nhau. Khi nhận ra Nano đã yếu hơn do phần người đã quá mạnh để kìm hãm phần con, Yuri đã lên một kế hoạch lật đổ mentor của mình. Tiếc là mọi thứ vẫn chỉ để lại nỗi băn khoăn trong lòng Nano cùng khán giả về sự phức tạp của xã hội. Yuri là Nano 2. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng về mặt bản chất, Nano dường như được định nghĩa bằng những khái niệm mang sức mạnh chúa trời, không hình dạng, không cảm xúc, chỉ tồn tại dưới dạng ý niệm. Còn Yuri đã sở hữu một kiếp luân hồi trước đó, bị vế bẩn trong thời gian tồn tại bằng thân xác con người, nên cơ bản, khi được cung cấp sức mạnh, cả hai sẽ sớm bộc lộ những khác biệt trong bản chất, và đây có thể là ý nghĩa mà nhà làm phim muốn gài gắm qua Yuri. Thần thánh được sinh ra để biết chừng mực trong cách kiểm soát sức mạnh, còn khi con người với hỉ nộ ái ố nắm quyền lực tương tự, viễn cảnh xảy đến chỉ có thể là sự hỗn loạn, và Yuri chính là một ví dụ. Nano của hiện tại đã không còn muốn lấy cái chết làm sự trừng phạt, mà chọn cách cho kẻ có tội phải trải qua nỗi đau đớn như nạn nhân, để rồi nhận ra lỗi lầm của bản thân. Nếu người đó quyết định thành tâm sửa đổi, Nano sẽ bỏ qua. Yuri cũng nhận mình có tư cách phán quyết kẻ ác giống như Nano. Tuy nhiên, cách thức trả thù của Yuri lại độc ác và rất manh động. Lối suy nghĩ cực đoan và thường xuyên phá đám Nano khiến Yuri trở thành nhân vật gây ức chế nhất phim. Trong mùa 1, Nano cũng đã từng tàn nhẫn như Yuri, người xem tôn thờ con gái của quỷ, với sứ mệnh giải quyết những bất công mà pháp luật không thể động đến cũng vì lý do đó. Trong phần 2 này, Yuri có thể nói chính là phiên bản Nano sa ngã. Yuri mang đến cảm giác như một bản ngã đen tối nhất mà Nano có thể đã trở thành. Có lẽ Nano phải thực sự biết ơn đứa con có lỗi của mình, bởi khi nhìn vào sự khát máu của Yuri, Nano đã nhận thức được bên trong mình phần người vẫn lớn hơn phần con. Kitty Chicha tung hình về Girl From Nowhere 3. Kitty Chicha, nữ diễn viên thủ vai Nano đã từng chia sẻ rằng bản thân có lẽ chỉ làm thêm được một phần phim nữa. Và nếu các nhà sản xuất vẫn cố gắng kiếm tiền từ series ăn khách này, Yuri có lẽ không chỉ là một bàn đạp để Nano trở nên vĩ đại, mà còn có thể trở thành át chủ bài, là nữ chính trong những phần phim tương lai. Bên cạnh đó, một câu hỏi mà khán giả vẫn luôn thắc mắc sau khi tập cuối lên sóng đó là Nano còn sống không? Có thể thấy, so với mùa đầu, quái nữ Nano có phần hiền và bị cảm xúc chi phối nhiều hơn. Yuri cũng cho rằng Nano dần trở thành con người do cô đã xuất hiện những cảm xúc ngờ vực nghi ngờ bản thân. Ngoài ra, cô nàng Nano cũng dễ bị cảm hóa lay động bởi tình mẫu tử. Một là khi chứng kiến cảnh tượng xung vầy của Yuri và mẹ, hai là ngăn cản Junko giết mẹ mình. Dường như càng có nhiều cảm xúc, Nano càng trở nên yếu ớt hơn và dễ bị áp đảo bởi Yuri hơn. Ở tập cuối, Nano bị đánh chết, thậm chí rơi nước mắt xót xa khiến khán giả hoang mang. Người xem tự hỏi Nano có còn sống không, có cơ hội hồi sinh hay không? Câu trả lời mà khán giả tìm kiếm có lẽ được ẩn ý ở tập 6. Tập phim này lý giải tại sao Nano có thể sống sót diệu kỳ sau nhiều cái chết và cách mà cô nàng có thể nhập học liên tục ở nhiều trường khác nhau. Cụ thể là sau khi bị xô ngã, ba bản sao của Nano đã xuất hiện cùng lúc như một dấu hiệu cho thấy rằng có nhiều bản thể khác nhau của cô ở vũ trụ Girl From Nowhere. Vì thế mà có lẽ kết phim khi Nano bị giết chỉ lại là một bản thể khác của cô ra đi. Mặc dù vậy, Nano vẫn tự chất vấn về sự hiện diện của mình. Liệu thế giới có cần người chủ tọa như cô nữa không, khi bây giờ đã xuất hiện những con người bình thường như Yuri và Junko kế thừa sứ mệnh?